Mời quý vị vô nhà của Hiếu tham quan. Đây, ở nhà thì mấy nãy mẹ Hiếu mới nấu cho Hiếu đồ ăn. Xong rồi giờ mẹ đi ra ngoài công việc rồi. Hiếu đang chờ mẹ về rồi tí nữa ngồi hai mẹ con ăn cơm chung. Trong khi chờ đợi thì bây giờ Hiếu sẽ giới thiệu cho chương trình và các bạn cái tủ lạnh của Hiếu. Cái loại trái cây này Hiếu hay dùng là để mà những cái loại nó mát hơn. Ví dụ như là dưa hấu nè, rau lan Hiếu cũng rất là thích. Bởi vì rau lan Hiếu hay ăn chung với mắm nêm. Thì cái rau lan nó có vị cũng rất là ngon. Ngoài ra thì rau muống Hiếu hay thường ăn với rau muống xào tỏi. Đó, nó rất là thơm. Cái rau này khi mà mình xào xong hoặc là luộc xong thì mình cũng lấy cái chất rau để mình làm canh, mình vắt chanh đồ vô thì nó cũng rất là ngon. Ngoài ra thì đây là rau dền Hiếu cũng thích. Khi mà luộc lên chấm với mắm nêm thì mình rất thích. Bởi vì nhà Hiếu là người miền Trung mà nên ăn mắm nêm đồ cũng hơi nhiều. Nó cũng hơi mặn. Đó, ngoài ra cũng có nhiều cái rau như là rau mồng tơi nè. Đó, ăn rất là mát. Cũng có những cái đồ đông lạnh. Ví dụ như thịt gà nè, thịt heo hoặc là cá. Đó, những lúc mà mình khuya á, mà mỗi lần Hiếu hay đi làm về Hiếu hay đói á, thì Hiếu cũng có đồ ăn sẵn ở trong để mình tự làm cho mình những cái món ăn nó đơn giản. Món tủ của Hiếu thì không có. Nói chung là mấy món đơn giản Hiếu biết làm, chỉ có làm mấy món thường thường khuya mình hay thức coi phim rồi mình đi ra ngoài mua đồ không được thì mình chỉ có nấu mì tôm rồi luộc rau luộc trứng rồi vậy thôi, chỉ chiên cơm vậy thôi chứ cũng không biết làm gì nhiều. Như mọi người khác họ ăn cái món đó họ thèm và họ phải có cho bằng được. Hiếu thì không, Hiếu thì có thì ăn, không có thì thôi. Nhiều khi ví dụ như bạn Hiếu rủ Hiếu đi ăn đi, kêu bây giờ anh thích ăn món gì, mình cũng rất là dễ tính, mình kêu ăn gì cũng được. Rồi bạn Hiếu nhiều khi cũng rất là trách móc, kêu chứ anh ăn uống kỳ quá, không có gu gì hết. Mỗi lần đi đâu rủ đâu, đáng lẽ anh phải là muốn đi ăn cái gì hoặc là anh thích ăn món gì, nhưng mà mình thật ra thì mình ăn cái gì cũng được, nó rất là dễ tính, quan trọng nhất là ngon là được. Thật ra thì body cũng không có chuẩn lắm đâu. Hiếu thì ăn hay bị thứ nhất là cái bụng Hiếu thì nó sẽ rất là bự. Nó mập không mập, đa số mập cái mặt với mập cái bụng không à, chứ nguyên người không có mập. Nên là Hiếu cái phần ăn trước đây thì Hiếu ăn cơm nhiều, mà dạo này thì Hiếu sẽ kiêng cái phần tinh bột nhiều để mà bụng cho bớt bự với lại giảm mỡ lại. Ví dụ ăn những cái món mà nó nhiều mỡ quá thì mình bớt ăn lại thôi, còn tất cả mọi thứ thì mình ăn tự nhiên, mình ăn vừa phải, với lại cái về đêm thì mình không ăn quá no thôi.